Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chương trình của việc lắng nghe lời của Chúa. Có mục sư David Cho Dương Ghi, có một người phỏng vấn và hỏi ông rằng điều gì là quan trọng nhất khi hội thánh nhóm nhau lại? Thì có người nói rằng ngợi khen là phần quan trọng nhất. Có người nói rằng là dâng hiến là phần quan trọng nhất. Nhưng mục sư David Cho Dương Ghi thì ông nói rằng là phần quan trọng nhất khi hội thánh nhóm nhau lại đó là việc nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Vì đức tin không phải đến bởi chúng ta có nhiều tiền. Đức tin không phải đến bởi chúng ta được nhiều người quý trọng. Không. Nhưng nguyên tắc bất di bất dịch của Thánh Kinh đó là đức tin đến khi tôi cùng hội thánh của Chúa lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Và đặc biệt lời mà lời nào mới được chứ, chứ không phải là lời nào cũng có đức tin đâu. Và cái nói chúng nó là lời đấng Christ, là lời của một vị vua rao giảng, lời đấng sức dầu được rao giảng. Amen. Trên tôi là một mục sư giảng lời của Đức Chúa Trời. Không bao giờ tôi chểnh mảng, không bao giờ tôi chủ quan. Bởi vì khi tôi đứng đây giảng, tôi phải tìm kiếm Chúa và xin Chúa phán cho tôi có lời của Ngài, để lời của Chúa trước nhất là phán với tôi và đến với dân sự của Ngài. Amen. Để dân sự của Chúa được phước. Và sáng nay chắc chắn chúng ta sẽ có lời. Và Chủ nhật tuần trước tôi đã chia sẻ cho anh em, không biết bao nhiêu người có theo dõi sứ điệp này, đó là chúng ta có quan tâm đến sự thương khó của Chúa hay không. Và chúng ta đang bước vào tháng 3, chúng ta đang bước vào mùa của sự thương khó và phục sinh. Trong Kinh Thánh một lần nữa không cho chúng ta biết ngày Chúa Giêsu chịu chết. Trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết về thứ sáu là Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá, và Ngài đã sống lại vào ngày thứ nhất của tuần lễ là ngày Chủ nhật, phải không ạ? Một lần nữa chúng ta thấy rằng Kinh Thánh hoàn toàn Đức Chúa Trời giấu về sự Giáng sinh, Đức Chúa Trời giấu về sự thương khó, Đức Chúa Trời giấu về ngày tháng phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài không muốn chúng ta tôn thờ cái ngày. Amen. Amen. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta biết lẽ thật về sự thương khó, về sự phục sinh. Đối với tôi thì có nhiều nơi tập trung vào sự thương khó, nhưng không để ý những công việc mà Chúa Giêsu làm trước khi Ngài bước vào sự thương khó. Và sáng nay chúng ta nhìn thấy Matthew đoạn 21 từ câu 1 đến câu 14. Đây là phân đoạn Kinh Thánh rất là quan trọng. Khi tôi ngồi trong sự hiện diện của Chúa và Thánh Linh là thân lẽ thật, Ngài dạy cho tôi hiểu 14 câu Kinh Thánh này. Và tôi làm vui thích, và chính đời sống của tôi được chạm đến bởi lời của Chúa. Và tôi tin Thánh Linh của Chúa dùng tôi để đem lời mà hội thánh cần phải nghe trong mùa thương khó 2024 này. Amen. Và không phải chỉ nó được đụng chạm trong cái mùa này, mà ta được thay đổi. Và lời lẽ này, lời lẽ thật của Chúa sẽ đi suốt cuộc đời còn lại để tiếp tục biến đổi, giúp chúng ta cẩn thận hơn trên con đường đi với Chúa Cứu Thế Giêsu. Xin ta cùng nhau đồng đứng lên, và tôi xin đọc 14 câu Kinh Thánh này. Xin mời hội thánh dỡ Kinh Thánh ra và chúng ta theo dõi từng câu để bắt kịp điều mà Thánh Linh của Đấng Christ, Thánh Linh của Đấng Messiah, Thánh Linh của Vua trên muôn vua, Chúa của các Chúa sẽ nói qua tôi, sẽ chia sẻ qua tôi để anh em kinh nghiệm lời thẩm quyền của Ngài. Matthew đoạn 21, đoạn 21 câu 1 đến câu 14. Vừa khi Đức Giêsu cùng môn đồ đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đó đi. Vả điều ấy xảy ra để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng
hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, này vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Hai môn đồ bèn đi và làm theo y lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Bây giờ phần nhiều người trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng, Hosanna, con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi ngài vào đền thờ thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao, nói rằng, người này là ai? Chúng trả lời rằng, ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth xứ Galilee. Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi hết cải bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bây giờ những kẻ mù và què đến cùng ngài trong đền thờ thì ngài chữa cho họ được lành. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung với tôi câu 11 đến câu thứ 13. Chúng ta bắt đầu. Chúng trả lời rằng, ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth xứ Galilee. Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính thưa Hội Thánh, với 14 câu Kinh Thánh này, Chúa cho tôi một cái chủ đề, đó là tại sao Chúa Giêsu dệt đền thờ, hay tại sao Chúa Giêsu dọn dẹp đền thờ. Ai trong chúng ta cũng có nhà cửa, phải không? Phải không? Ít nhất là những người làm công nhân thì cũng thuê hoặc là share phòng mình với bạn một cái phòng. Và khi ta đã có nhà, có phòng, có nơi ở, thì tôi tin rằng không ai trong chúng ta lại không dọn dẹp phòng ở và nhà cửa mình cho trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ. Dạ, cho em xin chữ amen ạ. Khi ta đến nhà một con người, chúng ta thấy ly không rửa là ta biết người đó ăn ở mất vệ sinh, phải không ạ? Có phải không? Khi ta đến nhà hoặc đến phòng một con người, chúng ta thấy bừa bộn, chúng ta nhìn lên cái giường người ta nằm, gối thì quăng chỗ này, mền thì tung chỗ kia, và quần thay ra một ống ở trên giường, một ống ở dưới đất. Thì tôi nói với anh em rằng, chúng ta sẽ có tư tưởng rằng, wow, chúng ta đang chứng kiến những con người sống rất là không trật tự, không dọn dẹp, phải không? Có phải không anh em? Chỉ có những người homeless, chỉ có những người vô gia cư thì không biết dọn dẹp chỗ ở của họ mà thôi. Khi tôi có cơ hội đến thành phố Philadelphia gần New York, và khi tôi bắt bộ cùng với một tôi tớ Chúa trẻ, ông dẫn tôi đi đến bảo tàng viện nổi tiếng tại Philadelphia. Và khi tôi đi ngang qua những con đường, tôi giật mình giữa một thành phố rất đẹp, nhiều người homeless nằm dọc ở trên một cái con đường đó. Chỗ họ nằm, nào là chai nhựa, nào là thức ăn thừa vứt bừa bãi, nào là áo quần, nào là những đồ rất là ô uế, những đồ không sạch sẽ đầy bay bừa ở đó. Và có nhiều khi tôi đi qua tôi nghe bốc mùi. Tôi mượn hình ảnh này để nói với Hội Thánh của Chúa, trong mùa thương khó năm 2024 này, chúng ta có biết rằng nhà ở của Đức Chúa Trời là ở đâu không? Nhà ở của Đức Chúa Trời trong thời kỳ Tân Ước này là đâu không? Nhà ở của Đức Chúa Trời trong thời kỳ Tân Ước này, đó chính là thân thể của tôi và các bạn. Cho tôi nghe chị amen. Thế thì tôi hỏi anh em, những ngày qua thân thể này, ngôi nhà của Đức Chúa Trời này, và cái tên còn gọi là đền thờ của Ngài nữa, amen, có được dọn dẹp không?
được dọn dẹp không? Sáng Chủ Nhật tôi tin rằng ai cũng ăn mặc lịch sự giống như tôi hôm nay. Sáng nay tôi còn định là cài một chiếc cravat nữa cho nó lịch sự vì là lễ tiệc thánh. Nhưng mà thời tiết nó nóng quá và tôi nghĩ rằng không cần thiết lắm. Đôi khi chúng ta đi nhà thờ, chúng ta chuẩn bị cái bên ngoài nhiều hơn là chúng ta để ý cái bên trong. Tôi nghe chị amen. Nhiều người đánh phấn, nhiều người son môi, nhiều người lông mi giả, nhiều người mascara, nhiều người làm đẹp lắm. Nhưng cái điều đó Chúa không thèm quan tâm. Chúa không bao giờ hỏi một ai đó sử dụng phấn và Chúa nói gì? Con sử dụng, con mua cái mỹ phẩm này, phấn ở đâu vậy? Bởi vì nó già hòa mới mua cho con ngày hôm qua đó. Chúa chẳng bao giờ hỏi rằng chân con dục đầu tóc này ở đâu nữa. Sao mà đi vàng hơn, Chúa Nhật vừa rồi xanh xanh một chút. Chúa cũng chẳng bao giờ hỏi sẽ con mua cái áo trắng này ở đâu vậy? Không. Không. Tôi nhân danh Chúa Giêsu là vua vinh hiển. Ngài là Messiah và tôi nói với anh em rằng Đức Chúa Trời đã từng tuyên bố loài người chỉ xem bên ngoài. Amen. Nhưng Đức Chúa Trời thì nhìn thấy ở bên trong. Amen. Anh em, đền thờ Jerusalem là một cái điều gì đó niềm tự hào của dân Do Thái. Họ rất là kiêu hãnh bởi vì thành Jerusalem nguy nga và tráng lệ. Câu chuyện mà tôi đọc cùng anh em lắng nghe. Chúa Giêsu đi vào Jerusalem lần cuối cùng, lần thứ ba trong 3 năm rưỡi đó. Amen. Cứ mỗi năm Ngài đi đến Jerusalem một lần. Và lần cuối cùng này các môn đệ của Ngài nói gì? Thấy thầy, thầy thấy đá đẹp không? Vì Jerusalem hoành tráng lắm, nguy nga lắm anh em. Và các môn đệ nói thầy, thầy thấy đá đẹp không? Vàng trong đền thờ đẹp không? Chúa nói gì? Ngày đến các ngươi sẽ thấy không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào. Amen. Amen. Và sau khi Chúa Jesus Christ chết, Ngài chết, Ngài vào phần mộ, thăng thiên, xin lỗi phục sinh, thăng thiên về trời. Một thời gian sau, đền thờ Jerusalem đã hoàn toàn bị tan phá. Và ngày hôm nay ở tại Do Thái, Jerusalem chỉ còn bức tường ở phía đông mà thôi. Không còn hình thù, không còn đá đẹp, không còn vàng, không còn chốt đền thờ nữa. Đã bị san bằng. Anh em thật là đáng buồn. Ngày nay có nhiều người họ bị Chúa, họ kiêu hãnh, họ tự hào, họ có một cái ngôi nhà thờ đẹp. Đức Chúa Trời không bao giờ kiêu hãnh điều đó cả. Các sứ đồ đã viết trong công vụ sứ đồ nói gì? Đức Chúa Trời không ngự nơi cái nhà mà con người xây. Amen. Amen. Thế thì Ngài ngự ở đâu? Ngài ngự căn nhà mà chính Ngài dựng nên. Đó là thân thể của tôi và anh em đây. Cho tất cả chị amen. Anh em đừng kiêu hãnh là chúng ta đi nhóm ở nhà thờ nào. Đừng kiêu hãnh là chúng ta có một ban thờ phượng hoành tráng như thế nào. Đừng. Đừng anh em. Thiên sứ ở trong thiên đàng trước khi nó bị đuổi ra và trở thành quỷ vương thì nó là cái người hướng dẫn thờ phượng trong thiên đàng, phải không? Nó kiêu hãnh lắm. Nó kiêu hãnh lắm. Những người thờ phượng luôn luôn bị thất bại ở chỗ đó là cứ mình nghĩ mình là số 1. Và trong chức vụ tôi đã thấy quá nhiều những anh em hướng dẫn thờ phượng gục ngã bởi vì họ không biết sự khiêm nhường là gì. Và ta nhìn thấy các môn đồ nó thay đền thờ đẹp không? Các môn đồ cũng tự hào Jerusalem có một đền thờ rất đẹp. Và chúng ta biết rằng là lần đầu tiên Ngài khởi sự chức vụ, lần duy nhất Ngài giảng trong đền thờ Jerusalem, Ngài dỡ kinh thánh ra và đụng đến Esai 61, phải không ạ? Và sau đó ta biết gì không? Có những lúc Ngài lên dự lễ lều tạm, kinh thánh nói rằng Ngài phải đi một cách không rõ ràng, phải không ạ? Bởi vì các thầy tế lễ
các người Pharisee, những người chức sắc tôn giáo muốn bắt Ngài và giết đi. Ngài không còn công khai nữa anh em. Hỡi ô Thánh Chúa, lời của Chúa nói sau này, đó là khi Chúa Giêsu cởi con lừa vào Jerusalem. Điều thứ nhất mà tôi muốn nói anh em, để chúng ta rằng tại sao Chúa dẹp sạch đền thờ, tại sao Chúa muốn dọn dẹp đền thờ của tôi và từng những con người đang ngồi nơi chỗ này hôm nay. Amen, amen. Và ngay cả những người đang theo dõi chương trình online, bây giờ chúng ta nhìn thấy nè, Ngài vào đền thờ Jerusalem bằng con lừa. Và câu 8 nói gì? Bây giờ phần nhiều người trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Anh em, dễ lắm sáng nay chúng ta có thể nhảy múa, amen. Tôi cũng nhảy múa, tôi nghe cho amen. Dễ lắm chúng ta hát, dễ lắm chúng ta làm đủ điều hết, giống như đoàn dân đông. Họ thấy Chúa Giêsu cởi con lừa và họ bắt đầu cởi áo ra. Wow, cởi áo ra, trải trên đường đi để con lừa, phải không ạ? Anh em, bằng chân của con lừa, móng vuốt của nó, tôi nghĩ rằng ngày hôm đó nó cũng sạch đâu, không có làm leo đâu. Amen. Nó có thể bị dính phân đó, và nó dẫm đạp lên những chiếc áo. Anh em, dễ lắm tôi và anh em bày tỏ sự khiêm nhường để cho con người thấy, có phải không? Dễ lắm chúng ta giả bộ khiêm nhường. Kinh Thánh cũng có dùng cái cụm từ này, đó là có nhiều người giả bộ khiêm nhường để đạt được cái điều họ muốn làm. Có thể cất nhắc đi thờ phượng chăng, có thể được sử dụng ở phòng sau, sử dụng máy tính. Để rồi có một lần tôi bắt gặp mà đang sử dụng máy tính ngay Chủ nhật đàng hoàng mà nhắn tin, và tin nhắn tôi nghe cái tin tin, tôi dòm vô cái laptop, tôi thấy wow, xong rồi. Có nhiều người giả bộ khiêm nhường để những chức sắc tôn giáo, để những người hầu việc không có thần linh của Chúa Trời cắt họ lên. Và ở đây đoàn dân đông ai nấy cũng cởi áo ra, cởi áo ngoài đó anh em. Người Do Thái người ta mặc một áo trong và áo ngoài, và người ta cởi áo ra và bằng lòng để con lừa nó dẫm đạp lên, và nó cởi Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem. Và đoàn dân đông làm điều đó. Có thể sáng nay chúng ta làm nhiều điều bên ngoài, hình thức bên ngoài, nào là vỗ tay, nào là hát, amen, amen. Ngay cả người ta hình thức bên ngoài, đó là tiệc thánh. Tất cả là hình thức bên ngoài hết. Và Chúa của chúng ta không bao giờ chú trọng hình thức bên ngoài. Ngài đòi hỏi bên trong của tôi và anh em, đó là tâm linh, cho tôi nghe chữ amen. Ngài đòi hỏi cái sự thanh thật của tôi và anh em. Đừng sống giả dối. Hallelujah. Và câu gì nữa? Câu 9. Nhìn vào câu 9. Đoàn dân đi trước. À, anh em thấy bây giờ đoàn dân nè, họ không phải chỉ trả áo mà còn gì nữa. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên trời. Họ ngợi khen phải không anh em? Họ ngợi khen phải không anh em? Họ ngợi khen Chúa Giêsu đang cởi đi con lừng lừa. Họ đi trước, con lừa đi sau. Con lừa đó cởi Chúa Giêsu. Và họ vừa đi, họ hiệp một, họ la lên: Hosanna, con vua David. Anh em nói họ tung hô Chúa Giêsu không? Rồi gì nữa? Đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trong nơi rất cao. Nhưng anh em, một lần nữa chúng ta thấy gì? Tất cả đều là hình thức hết, có phải không? Có phải không anh em? Chúa cần sự ngợi khen của tôi và hội thánh của Chúa. Vì trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời. Giu-đa là ngợi khen phải không ạ? Trong sự ngợi khen người ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta là ai. À, tôi nghe có một tiếng em bé nào, chúng ta rên rỉ thì xin vui lòng bỏng ra ngoài. Anh em yêu dấu, ta tập trung. Đoàn dân đông hét lên: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nhưng không ai hiểu mục đích
tại sao Chúa vào Jerusalem. Amen. Amen. Họ cứ tưởng rằng Chúa vào, Chúa vỗ tay. À, họ vỗ tay. Hoan hô, Hosanna. Họ chặt những nhánh cây, họ quơ như thế này nè. Và đối với người Công giáo, người ta có cái lễ lá. Họ chặt những dây, xin lỗi, những cái nhánh thiên tuế, vạn tuế đó. Người ta bán hoặc là những nhánh cọ dừa. Để mà họ cầm giống như đoàn chân đông này. Và tôi nói em rằng tất cả là hình thức hết. Khi tôi đọc điều này, Chúa hỏi tôi rằng, con có nhìn thấy đoàn dân đông họ không biết ta vào Jerusalem để làm gì? Sáng nay bao nhiêu ở đây biết rằng Chúa ở đây để làm gì? Có phải chỉ để nghe chúng ta ngợi khen không? Có phải để thấy thằng Phát nhà mình đập chậu hoa lấy cái cảnh không? Có phải muốn thấy ai đó mặc đồ đẹp? Ồ, Chúa hỏi nên là hôm nay là mùa thương khó mà con mặc áo thun Merry Christmas. Chúa nói con nhầm mùa rồi. Và Chúa có nói rằng là nhiều khi con mặc bộ đồ chi cái áo giống như là vận động viên thể thao tập thể dục nhịp điệu ở trường trung học vậy. Chúa không hỏi đoàn giám đốc bất cứ cái gì cả. Chúa yên lặng và đi vào Jerusalem. Anh em, Chúa đi vào Jerusalem, Chúa ở đây không phải để chúng ta ngợi khen Ngài mà thôi đâu. Amen. Amen. Không phải để tung hô Ngài mà thôi đâu. Đời sống của tôi và anh em, đừng nghĩ rằng chúng ta hát ngợi khen Ngài là đủ. Đừng nghĩ rằng chúng ta tung hô Ngài là đủ. Đừng nghĩ rằng chúng ta đánh trống, đánh đơn, hoặc là phục vụ tiệc thánh, phục vụ dân hiến, truyền giáo, giảng dạy là đủ. Đừng. Chúng ta đến câu số 10. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao và họ nói rằng người này là ai. Anh em có biết rằng dân Do Thái không hề hay biết 3 năm Chúa Giêsu đi trên đất của họ phải không? Chúa Giêsu đuổi quỷ, Chúa Giêsu mở mắt người đuôi, Chúa Giêsu kêu cả trái sống lại. Mà bây giờ Chúa Giêsu đi vào đó mà họ hỏi rằng người này là ai. Rõ ràng là họ không biết Chúa Giêsu là ai phải không à? Có phải không? Rõ ràng mười mươi luôn. Dân Do Thái không biết Chúa Giêsu là ai cả. Thế thì tôi muốn hỏi anh em này, ba người ở đây dám nói rằng mình biết Chúa Giêsu là ai? Tôi cảm ơn là anh em đã rất là cẩn thận vì tôi có gài chữ ở đó. Anh em, đôi khi chúng ta hát này, Hosanna, nhưng không biết Chúa Giêsu là ai cả. Chúng ta hát tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Chúa hỏi Vi rằng, con biết ta là ai không? Con tìm kiếm. Dạ nói con đâu biết, con tìm kiếm Chúa để con có an hòa thôi. Anh em yêu dấu của tôi, rất đau lòng anh em. Hỡi hộ Thánh Chúa, tôi cầu nguyện để Đức Thánh ngay giờ này mở lỗ tai thuộc linh của chúng ta nghe cái điều này. Coi chừng chúng ta giống đoàn dân đông. Chúng ta vẫn hát, amen. Chúng ta vẫn tung hô, amen. Hosanna, Hosanna. Đáng ngợi khen, đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhưng bây giờ họ thì thầm với nhau, chủ người này là ai vậy? Anh em đừng đến nhà thờ mà không biết Chúa Giêsu là ai. Đừng ngồi ở trong nhà thờ mà không biết Ngài là ai. Và ta biết gì không? Trong tiếng xôn xao hỏi Chúa Giêsu là ai, người này là ai, thì bây giờ có một những người trong đoàn dân đông nói gì? Ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth xứ Galilê. Amen. Amen. Chúng ta biết gì? Họ chỉ thừa nhận Chúa Giêsu là một đấng tiên tri thôi. Lại đau lòng nữa phải không? Có phải không? Có phải không? Họ chỉ thừa nhận Chúa Giêsu là một đấng tiên tri thôi. Nazareth xứ Galilee. Ngày nay có những người đi nhóm lại cầu mong rằng ông mục sư sĩ, ông Đức Thánh Linh đổ xuống ân tiên tri để ông nói tiên tri về năm nay mình đánh con số đề nào trúng đấy, năm nay mình buôn bắt bất động sản có trúng không. Mình học về làm giàu,
Đi học empower để mà làm giàu hả? Anh em, chúng ta biết Chúa Giêsu là ai vậy? Nhưng sáng nay tôi bắt cái điều mà họ nói để anh em nhìn thấy. Chúa Giêsu đúng, Ngài cũng là đấng tiên tri. Amen. Amen. Ngài là đấng tiên tri, Ngài là cứu Chúa và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Nhưng mà anh em thấy rằng họ biết Chúa Giêsu là đấng tiên tri, nhưng họ không biết chức vụ của đấng tiên tri là gì. Bây giờ ta nhìn thấy câu thứ 11. Ta nhìn vào câu 11. Xin lỗi, câu 12. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ. À, tiên tri Giêsu vào đền thờ. Amen. Cái ngày nói thủy đứng lên. Ta muốn nói tiên tri về cuộc đời của con. Có phải như vậy không? Chúa Giêsu vào đền thờ. Chúa Giêsu ngày nói, Chúa nói vâng, ta muốn nói tiên tri cho con. Ngày hôm nay con rảnh rỗi quá vì cao su chưa có mọc lá ra lại. Ta muốn nói về đời sống của con, đừng có nuôi mình bằng những cây cao su đó, nhưng hãy nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Có phải như vậy không? Không. Chúa Giêsu không vào Jerusalem ngày hôm đó nói tiên tri cho bất cứ ai hết, nhưng Ngài hành động mang tính chất tiên tri. Ta tôi nghe chị amen. Ngài có một hành động mà những chức sắc tôn giáo là thầy tế lễ, người Pharisee, thầy thông giáo rất khó chịu. Amen. Đó Ngài làm gì anh em? Kinh Thánh nói gì ạ? Thứ nhất, Ngài làm gì? Ngài đuổi hết kẻ bán người mua. Anh em, đền thờ là nơi thờ phượng Chúa, bây giờ giống cái chợ không? Hello? Hello? Chú thấy bây giờ giống cái chợ không? Người bán kẻ mua. Nếu ta đọc kỹ Lê Vi Ký, thì khi một người phạm tội, người nghèo mua một đôi chim bồ câu. Xin lỗi, người nghèo đem đến một cặp chim bồ câu. Còn nếu người giàu thì đem đến một con chiên không tỳ không vít, đúng không ạ? Để làm của lễ chuộc tội. Amen. Trong Lê Vi Ký không nói cái chuyện đền thờ, đền tạm của Môi-se. Và thời kỳ của Solomon, ông cũng không có bán bất cứ một của lễ nào trong đền thờ cả. Amen. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy này, chúng ta theo dõi kỹ. Đó là các người Pharisee, các thầy thông thái, các thầy tế lễ nghĩ cái cách để kiếm tiền. Anh em tập trung đây, tập trung đây. Cả những người phục vụ Chúa đương thời bây giờ nghĩ cái cách để có tiền. Bởi vì số lượng dân Do Thái nó phát triển mà, phải không ạ? À? Họ nghĩ cái cách thôi, bây giờ dẫn từ nhà họ dẫn con chiên đi nó phiền phức quá. Hoặc là bỏ lên chiếc xe đời mới của tôi đó, thì lên xe đó hôi chiếc xe, cho nên nghĩ cách tốt nhất thì thôi, đến đền thờ bán, phải không ạ? À? Nhưng điều này trở nên một cái thói cực kỳ xấu và Chúa Giêsu không hài lòng. Amen. Nếu Chúa Giêsu hài lòng thì Ngài không dạy cho tôi nghe chị. Amen. Amen. Ngài đuổi kẻ bán người mua. Xin con đứng đây con làm cái người bán. Con ngồi đây con bán. À, mời router lên làm người mua. Rồi mời Nghĩa thì cũng lên làm người mua cho đông đông chút. Mời cái ông dân tộc này không biết ông thuộc cái tiểu bang nào này không biết nữa. Ông lên làm người mua. Bây giờ mấy con này, tranh giành mua. À, ví dụ là tranh giành về giá cả cái con chiên này. Rồi đôi bồ câu này. Tranh giành với nhau. Và Chúa Giêsu bắt đầu đi vào đó. Cái thằng Chúa nói ngài đuổi kẻ bán. Ngài đuổi. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác, đi chỗ khác. Ngài đuổi họ ra khỏi đền thờ. Anh em có theo kịp không? Có theo kịp điều Chúa muốn làm sao hôm nay không? Ngài muốn đuổi những linh tôn giáo ra khỏi đời sống của chúng ta. Ngài không muốn ai đó đến đây. Anh em, Chúa không nghèo đâu. Đừng bỏ vào hộp tiền dân mà nghĩ rằng Chúa nghèo nha. No. Ngài nói tôi nghe rất nhiều việc dân một phần mười là đúng, nhưng mà nhiều tôi tớ của Chúa đã nghĩ cách để họ có tiền lương nhiều hơn, tiền họ có mỗi tháng nhiều hơn. Đó là cứ giảng về một phần mười và cứ bắt người ta phải dân một phần mười. Mà ai đó mà không dân một phần mười họ nói gì? Rủa xả đó, rủa xả đó. Anh em, dân hiến là tình nguyện vui lòng. Amen. Có nhiều người hầu Chúa ngày hôm nay giàu lắm anh em,
Nhưng mà dân sự của họ, nhóm lại trong hội thánh đó nghèo, nghèo vô cùng nghèo luôn. Bởi vì sao? Họ ăn tiền trên sự ép buộc người khác dâng hiến. Cứ nói là không dâng hiến là không được phước. Cái con cái Chúa sợ không được phước cho tôi nghe cha amen. Bây giờ bố nói con Thủy rằng con dâng cái gì mà vừa rồi cuối năm bên công ty của con đó, 1 chỉ vàng à? Con dâng cho bố, con sẵn sàng dâng không? Khó quá nha. Anh em, hãy nghe điều này. Nhiều người phục vụ Chúa ngày hôm nay, chúng thấy ở bên ngoài xã hội, giống như chùa Ba Vàng phải không ạ? Là nghe đủ thứ những cái chuyện này cả. Tóc Phật đâu có. Mà họ cũng nghĩ ra cách là xá lợi, rồi lợi xá gì đó, nghĩ cách kiếm tiền. Anh em tôi nhân cho Chúa Giêsu, tôi nói với anh em một điều rằng tôi không bao giờ dám nghĩ cái cách tôi kiếm tiền từ trong hội thánh của Chúa. Bao nhiêu người xác nhận điều này nào? Tôi không bao giờ dám nghĩ cái cách nào. Tôi chưa từng kêu gọi ai ở đây dâng hiến cho tôi dù là 1.000. Khi nãy ví dụ của tôi về cái phần thưởng của thầy tôi, tôi chưa kêu gọi ai dâng hiến cho tôi 1 đồng. Nhưng mà ngày nay có rất nhiều người họ nghĩ ra cái cách giống như thầy tế lễ, những người Pharisee, những thầy thông giáo ở trong đền thờ Jerusalem. Amen. Amen. Anh biết gì, từ thời đó cũng đã có cử quyền, cũng đã có ô dù, cũng có con ông cháu cha rồi. Thầy tế lễ có con không? Có. Có bà con không? Nói để ta cho mi một chỗ, mi ngồi mi bón bồ câu nè. Ta cho mi một cái chỗ để mi ngồi mi đổi tiền nha. Đôi khi đưa tiền lớn ra phải đổi tiền phải không ạ? Đúng không ạ? Đôi khi dân sinh đi qua bên phía nào ngoại bang làm về, thí dụ đô la, thì tiền dân Do Thái phải đổi tiền đô la ra tiền Do Thái phải không ạ? Anh em, từ thời đó cũng đã có cái cử quyền này rồi. Và ta biết điều gì xảy ra không? Như tôi nói ngày hôm nay, nhiều người lắm anh em, họ sống rất phè phỡn. Nhưng mình nhìn vào con cái Chúa đó, tội lắm, tội lắm. Và tôi được biết, từ trong Tin Lành nói chung và bên ngoài những ngoại giáo cũng vậy, đó là buông thần bán thánh phải không ạ? Bắt người ta phải dâng hiến cho mình, mà mình không bao giờ lo cái cuộc sống ở bên dưới của con, những người lao khổ. Và điều nữa, chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây? Ở tại châu Phi, một đất nước nó nghèo lắm, mà chúng ta biết rằng các mục sư ngày hôm nay đi toàn xa hai cửa không à, ngồi cái ghế như một vị vua luôn. Tôi thấy một mục sư nào tại Phi, châu Phi mà được Chúa, giống như tôi không biết là Chúa ban ơi không, là một cái thần thánh nào đó, một quyền lực nào đó, tôi không để cái chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy một cái mẫu số chung, đó là bất cứ một mục sư nào tại châu Phi nói mình là tiên tri, là sứ đồ, thì bắt đầu họ làm cho họ một cái ghế có mạ vàng ở phía sau, ngồi lên như một vị vua ngồi trên ngai vậy đó. Và họ đều đi xe hai cửa. Và có một bài báo viết rằng chính những người đó đã từng kêu gọi những người khác đi phải dâng hiến 1/10 thì họ mới nói tiên tri. Tôi cách đây nhiều tháng về trước, tôi có kết nối với một chức vụ ở tại châu Phi, và tôi thấy tôi muốn làm quen, và tôi nói là xin nhờ một sự cầu nguyện cho tôi. Và ông nhắn tôi đôi ba cái tin nhắn thôi, sau đó ông nói gì à, anh được phước rồi, bây giờ anh gieo đi. Tôi ngờ tôi nói chẳng lẽ ông này ông bắt mình phải dâng hiến hay sao ta. Tôi hỏi là gieo là gì, ông nói là có tiền trong tài khoản không, anh em thấy không? Và khi tôi không dâng hiến, tôi nhắn tin không thèm trả lời cho tôi nữa. Có nhiều người giảng gì nếu được chữa lành, ai muốn được chữa lành, bệnh nan y, bệnh HIV, bệnh ung thư phổi, ký vào cái check thuốc đặt 1.000 đô ở trên bàn đi, chuyển tài khoản cho họ đi, họ sẽ cầu nguyện để được chữa lành. Và có nhiều người cần được chữa lành quá và đã chuyển tài khoản 1.000 đô la, 2.000 đô la, và cuối cùng tiền mất tật mà. Chú có nói vào rít giả và tiên tri giả không anh em? Em có, tôi nói với một mục sư ở vùng này và con thông công với chúng tôi trong một quán cà phê, tôi nói gì, mục sư à, đừng có thấy cái nhà nào có thập tự giá nghĩ đó là hội thánh nha. Mục sư cười, tôi nói gì, ở trong nghĩa địa có cái nhà đó không, nhà mổ có thập tự giá ở đó không? Có. Tôi đến sốc giày nè, khi tôi làm lễ tang cho một lễ tang cách đây mấy tháng trước đó, năm ngoái, tôi vào nhà mộ tôi thấy họ còn làm cái nhà mộ để thập tự giá,
và còn để ghế đá cho cha mẹ ngồi ban đêm để có bình trà uống nữa. Anh em thấy kinh khủng không? Anh em, tôi muốn nói thêm, Chúa đuổi kẻ bán người mua và Chúa lật bàn kẻ đổi bạc. Anh em, cái cơn giận thánh của Chúa nó kinh khủng lắm. Chúa lật bàn kẻ đổi bạc. Đổi bạc là gì? Tiền, phải không ạ? Anh em ngày hôm nay nói ra, nhưng tôi nói anh em rằng nhiều người chỉ tiền không à. Nhiều người đã rỉ tai với nhau rằng là hầu bà Chúa hội thánh này lương bao nhiêu tiền. Ồ, thấy hội thánh này hoành tráng quá, nhiều người nhóm nhau lại quá, bỏ phong bì bao nhiêu tiền. Thì tôi nói một sư ở Sài Gòn tôi xin được cho tên, thì tôi được mời giảng cho một hội thánh hơn 500 người ở tại Mỹ. Và mục sư đó hỏi tôi, nói như mục sư đến Mỹ, mục sư giảng ở đâu, làm gì. Tôi mới kể ra tình thật như vậy. Vậy mục sư nói gì? Ồ, hội thánh mà 500 ngàn là mục sư đã đủ tiền vé máy bay rồi đó. Tôi nói gì vậy mục sư? Mục sư nghĩ tôi là ai? Anh em, Chúa lật bàn kẻ đổi tiền, phải không ạ? Anh em có ai ở đây chúng ta hầu việc Chúa, hoặc chúng ta là một con dân của Chúa mà chúng ta đi theo Chúa là vì tiền? Hãy ăn năn. Hãy ăn năn. Có ai nghĩ rằng Chúa nghèo lắm thì Chúa cần một tờ 10.000 đồng rách của mình? Tiền đó mình mua hũ sữa chua người ta trả là người ta nói tiền rách, đúng không ạ? Đôi khi tiền rách nó đổ xăng người ta phát hiện tiền rách, chúng ta đem vào, chúng ta bỏ vào hộp tiền nhân này. Cái đồng tiền ta dâng cho Chúa có đẹp không anh em? Có lành lặn không anh em? Có nhiều người chúng ta ăn một bữa ăn cả 1 triệu bạc, 2 triệu bạc, 5-6 triệu bạc, ăn chơi vậy đó. Nhưng mà khi đụng đến sự dâng hiến, chúng ta bắt đầu nói gì? Ờ, không, cái này để ăn sướng hơn, cái này để uống trà sữa sướng hơn, phải các bạn tắt số 4, cái này để mình mua áo quần mình mặc nè, cái này để mình mua tivi chứ. Anh em, tôi học biết Chúa và tôi tôn trọng Ngài. Amen. Ngài cần tấm lòng của tôi hơn cần tiền tôi bỏ vào đây. Tôi làm chứng cho anh em nghe một điều. Ngày kia tôi được mời giảng cho một đám cưới ở Hà Nội. Và lúc đó tôi rời trung tâm, tôi về Sài Gòn để ngày mai tôi bay ra Hà Nội. Thầy Tú mới đưa tôi, nói là bố cầm 500 ngàn đổ xăng đi. Tôi nói không, không con. À, xăng trong bình còn. Thầy Tú mới nói gì? Con biết trong bóp bố không còn tiền nữa đâu. Bố cầm 500 đi. Đổ 100 ngàn tiền xăng còn 400 ngàn. Bố đi uống nước ra Hà Nội. Tôi nói thôi vậy cũng được. Và khi tôi rời trung tâm, tôi cầm 500 ngàn và tôi nói với Chúa rằng con hứa con sẽ dâng cho học trò con mừng đám cưới á. À, tôi dù là được mời giảng đám cưới nhưng tôi vẫn mừng đám cưới cho cái người mời tôi giảng. Chứ tôi không ăn ké đâu nha. Tôi không đi chùa đâu nha. À, tôi thành thật mà nói điều này, ai nghe nhột chịu ạ. Thì còn tôi được mời giảng, họ không trả tiền cho tôi. Nếu họ có trả tiền, họ cho tôi phong bì, tôi trả lại cho họ. Tôi không lấy. Như Sông Hương ở Sóc Sa Trạch, cầm phong bì một sư nước đưa tôi, gia đình gửi. Tôi nói không, no, tôi không nhận phong bì này, một sư đưa cho họ đi. Nhưng đám cưới Sông Hương tôi vẫn chúc phước. Và 10 đám cưới như 10. Và 500 ngàn vì tôi không có tiền. Tôi đưa tôi 500 ngàn, tôi nói gì? 500 ngàn này con hứa rằng con sẽ đi mừng đám cưới học trò của con. Và biết điều gì xảy ra cho tôi không? Máy bay bị delay 5 lần. Tôi bay ra tới Hà Nội là 4 giờ rưỡi sáng. Và anh biết tôi đói lắm. Tôi đói và khi đi máy bay hãng Vietjet mà. Bay lên và đủ độ cao, bắt đầu những cô tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn đi bán. Và tôi đói quá. Đói quá chừng đói. Tôi định mua gói mì tôm ăn. Và rút tiền từ 500 còn 400 để mừng cưới. Và khi tôi tưởng tôi có cái tư tưởng đó thôi, Chú nói gì? Con định làm gì đại sĩ? Tôi giật mình ngay. Và tôi nói không bao giờ mình làm cho Chúa buồn về vấn đề này. Và tôi lấy cái iPad của tôi ra, tôi đọc kinh thánh ngấu nghiến. Tôi đọc để cho quen đói. Và đến khi tôi nghe thông báo độ cao xuống và học trò tôi ra đón, thì trên xe tôi ngồi phía trước, tôi thấy đầy bánh hết. Tôi nói con, bánh này là của cháu con,
bố ăn được không? Học trò nói gì? Con mới mua đó bố. Bố ăn đi. Và tôi ăn 4 năm cái liền. Nó no và lòng của tôi vui sướng. Và biết gì không? Chuyến đi Hà Nội đó không bao giờ tôi quên. Sáng Chủ nhật, tôi giảng xong tôi cầu nguyện. Có một người dân tôi một phong bì. Tôi để trên bục giảng. Có một cô gái lên nhờ tôi cầu nguyện chuẩn bị đi Thái Lan. Và Chúa nói gì? Cái phong bì khi nãy là phong bì của người nữ này, chứ không phải phong bì của con đâu. Và tôi nói Chúa thách thức con phải không? Con dâng. Tôi cầm cái phong bì tôi dâng cho người chị em đó. Người chị em nói không, cái này người ta dâng cho thầy mà. Nói không, Chúa bảo thầy là của con thì con cứ nhận đi. Và anh biết gì không? Xong buổi nhóm lại, có một nguyên một gia đình đang đứng chờ tôi. Tôi hỏi Chúa, tại sao? Huy ngủ phải không? Tốt rồi. Tốt rồi. Và tôi nói, ủa tại sao không lên để anh cầu nguyện nó không? Tụi em chờ anh để Chúa bảo Chúa phước cho anh mà. Và đưa tôi một phong bì. Và tôi cầm trong tay tôi nói gì? Chúa, Chúa thách con phải không ạ? Bây giờ con hứa với Chúa rằng nếu con đi xuống 7 tầng lầu mà bất cứ con gặp một con cá Chúa nào, con sẽ dâng họ phong bì này. Và tôi đi xuống 7 tầng lầu không có ai cả. Và số tiền đó là một lần tôi dâng vào trường bộ đồ hóa 5 triệu. Trong túi tôi không có cắt nào cả. Nhưng tôi nhận được phong bì đó 5 triệu. Tôi dâng vào trường bộ đồ hóa. Và bắt đầu ở đó một tuần lễ, tôi không có một cắt nào cả. Không có tiền để nạp tiền điện thoại luôn. Nhưng mà sáng thứ hai một tuần sau tôi bay về. Người này gọi, mục sư khoan đã ra sân bay nha. Tôi lên có chuyện nhờ mục sư. Và thế là tôi hỏi nhờ gì? Họ nói dạ không có nhờ gì cả, Chúa bảo rằng chúc phước cho thầy. Và thế là chỉ có 4 người thôi mà tôi nhận được cái sự chúc phước từ Đức Chúa Trời đó là 18 triệu. Anh em thấy Chúa nhìn thấy tấm lòng của mình không? Anh em, Chúa nhìn thấy tấm lòng của mình không? Tôi cặp đi với Chúa, tôi chết cái ích kỷ của mình. Tôi chết cái gọi là của mình. Không gì là của tôi cả, tất cả là của Chúa. Amen. Amen. Ngay cả linh hồn của tôi không phải là của tôi, mà là của Chúa. Cho nên em xem này, Chúa vào đền thờ Jerusalem, Ngài không giảng, Ngài không nói tiên tri, nhưng Ngài làm một hành động của một đấng tiên tri, giống như tiên tri Eli đã dẹp lại, sửa lại cái bàn thờ cho tôi nghe chị. Amen. Amen. Thì sáng nay chức vụ của Chúa Giêsu cũng là đấng tiên tri, Ngài đang có mặt ở đây. Ngài muốn đánh đổi tất cả những điều tính toán gì chúng ta đi theo Chúa ở đây ra khỏi đời sống của chúng ta. Amen. Ngài muốn làm sạch đời sống của tôi và anh em, bởi vì thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài. Hallelujah. Và anh biết gì không? Khi tôi ngồi suy gẫm, Chúa nói với tôi rằng là con có nhớ trong cửa có một cái câu chuyện giống giống như vậy không? Đó là có những thầy tế lễ trong thời vua Ezechiah, Sử Ký nhì đoạn 29. Về nhà ta đọc phong đoạn cái thánh này. Chúng ta biết có tiên tri, nhưng không tiên tri nào dám dẹp đền thờ cả. Có những thầy tế lễ, nhưng các thầy tế lễ cũng không dẹp đền thờ giống như chức vụ Chúa Giêsu. Amen. Không ai dám dẹp đền thờ Jerusalem lúc đó cả. Và Chúa giấy vua Ezechiah lên, và ngày mùng 1 tháng giêng ông mở cửa đền thờ ra và ông kêu gọi dân sự bắt đầu tẩy uế đền thờ. Amen. Và sự phục hưng bắt đầu đến. Sáng nay tôi nhân danh Chúa Giêsu và nói với anh em, bao nhiêu người chúng ta thấy những ngày qua chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta vẫn buồn, vẫn chán, vẫn thất vọng, vẫn ủ rũ như một con gà mất dịch vậy. Thì tôi nhân danh Chúa Giêsu, đấng tôi đang giảng về chức vụ của Ngài, Ngài đang ở đây. Nếu ta bằng lòng để Ngài dọn dẹp đền thờ lòng của chúng ta. Amen. Amen. Ngài dẹp, Ngài đuổi những linh tôn giáo, những điều sâu xa ra khỏi đời sống của chúng ta, những điều không xứng đáng cho Ngài. Hãy để Ngài xử lý con người của chúng ta. Thì tôi nói anh em chúng ta nhìn thấy câu thứ 14 nói gì? Sau khi Ngài dẹp đền thờ rồi thì nhiều, xin lỗi, câu 13, Ngài phán cùng họ rằng có lời chép, nhà ta sẽ có loại nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Nhà của Chúa là nơi cầu nguyện. Amen. Nơi thờ phượng là nơi Chúa đựng sự hiện diện của Ngài. Amen. Nhưng chúng ta làm biến cái nhà này trở nên chứa cay đắng, chứa tình dục xấu xa,
chứa những điều ô uế, chứa những điều bất khiết, chứa những điều tham muốn sâu xa, tiền bạc, tham lam, kiêu ngạo, những điều không xứng đáng, chúng ta lại biến nhà này trở thành ổ trộm cướp ở đây. Chúa Giê-xu nói thì ai dám cãi? Nhà ta là nhà cầu nguyện, mà các ngươi biến đó trở thành ổ trộm cướp. Kinh khủng không anh em? Mà điều này đã xảy ra trong chức vụ Chúa Giê-xu, thì câu chuyện này vẫn còn xảy ra với hội thánh ngày hôm nay. Như tôi nói, có những người chỉ vơ vét tiền của con cái Chúa, mà thật sự không sống vì con cái của Chúa. Và tôi lên tiếng điều này để chúng ta tỉnh thức. Amen. Để chúng ta tỉnh thức. Tôi chưa từng cầu nguyện cho ai mà tôi đặt họ phải trả tôi bao nhiêu tiền. Chức vụ của tôi ngày hôm nay, có những người tại Quảng Nam kể tôi, có những mục sư cũng có ơn đuổi quỷ. Còn nói gì? Đuổi quỷ phải quay clip lại rồi post lên trên mạng đó để những người khác thấy, và họ dâng hiến để người ta có tiền. Anh thấy kinh khủng không? Và những người tại Quảng Nam nói tôi gì? Mục sư, tại sao sư mục sư không làm điều đó? Tôi nói nếu về nói về clip đó, tôi có một ổ cứng một tê là không đủ. Nhưng mà chớ hề tôi bao giờ post lên ở trên trang Facebook của tôi hay bất cứ mạng xã hội nào. Bởi vì tôi không bao giờ dùng những điều đó để kiếm tiền cách trắng trợn. Amen. Và ngày hôm nay có những người, tôi nói em rằng họ không biết đuổi quỷ là danh của Chúa Giê-xu chứ không phải là họ. Amen. Nhưng họ buông thần bán thánh. Họ lấy ơn Chúa ban cho họ để kiếm tiền cho cuộc sống của họ. Và điều này trở nên một điều cực kỳ xấu xa mà Chúa cần phải xử lý, và Chúa phải đuổi những điều này. Còn không ngày đến, chúng ta không biết ngươi bao giờ. Amen. Ta không biết ngươi bao giờ. Và câu thứ 14, Chúa Giê-xu nói gì? Sau khi Ngài dọn sạch đền thờ, thì những người mù bắt đầu đến. Những người què bắt đầu đến trong đền thờ. Cho tôi nghe chứ, amen không ạ? Thì Ngài làm gì nè? Ngài chữa lành cho. Chúng ta muốn có quyền năng không? Bao nhiêu người chúng ta muốn có quyền năng nào? Bằng cách nào? Hãy để cho Chúa dọn sạch đền thờ lòng của chúng ta hôm nay. Không có cách nào nữa khác đâu. Cho tôi nghe chứ, amen. Dọn sạch đền thờ thì tự nhiên người mù theo nghĩ đen, nhưng con mắt tâm linh họ sáng lên em. Họ biết mục sư nào cầu nguyện có ơn. Amen. Họ biết người nào cầu nguyện, họ biết người nào có ơn của Chúa, họ biết người nào đang được Chúa dùng. Cho tôi nghe chứ, amen. Rõ ràng những người mù này không đến với thầy tế lễ. Rõ ràng những người mù và quài này không đến với người Pharisee. Cho tôi nghe chứ, amen. Họ tìm đến với Chúa Giê-xu. Lúc ấy Ngài đang ở hành lang anh em, chứ Ngài không ở trong nơi chí thánh đâu. Ngài đang ở chỗ hành lang, cái chỗ mà Ngài lật bàn, Ngài đuổi cái kẻ bán, kẻ mua. Ngài đang dọn sạch đền thờ của Ngài tại đó, anh em. Và người ta đến, Chúa chữa lành cho họ. Anh em, khi một con người có đầy dẫy sự nghiệp của Chúa, đầy dẫy sự sức do của Chúa, đầy dẫy quyền năng của Chúa, thì bất cứ chỗ nào họ cầu nguyện và Chúa hành động. Chứ không phải đợi ở đây đâu. Cho tôi nghe chị, amen. Ở bất cứ phương trời nào, ở bất cứ một góc trời nào, ở bất cứ chỗ nào, nếu người đó là một người thánh khiết, kính sợ Đức Chúa Trời và dọn dẹp đền thờ lòng của mình mỗi ngày, thì tôi nói em rằng Chúa quyền năng sẽ ở đây. Hãy lấy một tay đặt lên lòng của mình ngay giờ này, và hãy suy gẫm những điều gì tôi chuẩn bị nói. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giê-xu những ngày qua ở đây, ở trong lòng chúng ta? Bao nhiêu người tin nào? Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giê-xu ở đây nào? Tôi tin rằng chúng ta tin. Nhưng bao nhiêu người tin rằng tội Chúa, đó là những ngày qua Chúa ở đây, nhưng mà giống như Chúa ở trong một cái đề bô rác á. Anh em đi tôi nói không? Là tội lỗi đầy hết ở trong này, mà chúng ta vẫn nói Chúa ở đây. Siêu ân điển thì họ nói tin Chúa một lần được cứu đủ cả. Nhưng tôi nói nên mà không có cơ sở cho điều đó. Kinh Thánh Tân Ước không có cơ sở cho tin Chúa một lần là được cứu đủ cả. Amen. Hãy dọn sạch đền thờ lòng của mình hôm nay. Nếu chúng ta thật sự để cho Chúa có cơ hội, thì tôi nói em rằng cuộc đời chúng ta sẽ phấn ngừng. Hallelujah. Chúa sẽ đầy dẫy ở trong đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta có bệnh tật, Chúa cũng chữa lành nữa. Anh em ạ, ngày hôm nay có nhiều người tìm kiếm sự chữa lành. Họ tìm kiếm tay của ông mục sư
để tìm kiếm sự chữa lành, nhưng họ không thèm dọn sạch đền thờ lòng của họ. Tại sao có những người cầu nguyện được chữa lành trong buổi nhóm và trở về họ bị bệnh trở lại? Bởi vì trong buổi nhóm Chúa làm, nhưng về nhà Chúa vẫn thấy họ phạm tội. Amen. Amen. Và ai phạm tội là người đó thuộc về ma quỷ, và cuối cùng bệnh tật trở lại với đời sống của họ. Trên giờ này tôi kêu gọi hội thánh của Chúa hãy đứng lên. Hãy đứng lên. Chúng ta biết với chủ đề hôm nay, tại sao Chúa Giêsu dọn dẹp đền thờ? Chúa Giêsu không cần của lễ đâu anh em. Vì đền thờ là nơi cầu nguyện, nơi thờ phượng, nơi tương giao. Đền thờ lòng của tôi anh em là nơi chúng ta cầu nguyện, nơi chúng ta tương giao, nơi ta chứa đựng sự diện vinh hiển của Ngài. Nhưng mà có thể lắm những ngày qua vì sự xung đột, vì sự tranh cạnh, vì sự hơn thua đất đai, mà chị em với nhau bắt đầu cay đắng, hằn học. Và chúng ta để những điều đó ở trong lòng của một chúng ta. Làm sao chúng ta được phước? Hãy cho Chúa một cơ hội và nói với Chúa là con cần Ngài dọn dẹp đền thờ lòng của con ngay giờ phút này. Hãy tập trung vào điều tôi vừa nói. Hãy nài xin Chúa. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi đúng rồi, đền thờ lòng của con đầy dẫy những điều không đẹp lòng Chúa, sự cay đắng, sự không tha thứ, ô uế, ý riêng, kiêu ngạo, tự tôn, tự đại. Hãy để cho Chúa, Ngài dùng lời của Ngài sắp đây là lẽ thật, khiến hội thánh được nên thánh. Amen. Hallelujah. Anh em, đây là công việc mà Chúa muốn làm với hội thánh của Chúa hôm nay, trong mùa thương khó 2024, giống như Ngài làm điều này đối với Jerusalem trước khi Ngài bước vào sự chết. Đừng cứng lòng nữa, hỡi hội thánh Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.